chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, tổ tiên báo mộng, ẩm trọn lộc trời, gặp thời hốt bạc, 100 tỷ cầm tay, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng từ nay tới rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống có những thời điểm đặc biệt, khi may mắn bất ngờ gõ cửa, mang đến những cơ hội vàng để thay đổi cuộc đời. Hôm nay, Chúng tôi sẽ cùng quý khán giả khám phá tử vi của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, khi mà có sự xuất hiện của thời điểm vàng cực kỳ may mắn và giận đỏ như son đang chờ đón. Bạn có tò mò muốn biết liệu thời điểm vàng này sẽ mang lại những điều tuyệt vời nào cho người tuổi Đinh Tỵ, hay muốn tìm hiểu những dấu hiệu may mắn và cách tận dụng cơ hội trong thời gian tới? Đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của video này vì những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 với tính cách hiền hòa, trung thực và kiên nhẫn, luôn có sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Trong thời điểm vàng này, họ sẽ nhận được sự sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ, mang đến những cơ hội lớn về tài chính, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đây là thời điểm lý tưởng để họ bứt phá, đạt được những thành công đáng kể và trải nghiệm những niềm vui bất ngờ. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về những ngày may mắn, những cơ hội tuyệt vời và những lời khuyên hữu ích dành cho người tuổi đinh tỵ trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Hãy lắng nghe thật kỹ và chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá nào. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 thân mến. Mỗi con giáp đều mang trong mình những bí mật và dự báo đặc biệt quyết định đến vận mệnh và tài lộc của bản thân, đặc biệt, người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 khi bước vào tuổi 48, đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội và thách thức mới, liệu họ có thể nắm bắt được những dấu hiệu của vận mệnh để từ đó mở ra một trang mới của cuộc đời giàu có và thịnh vượng. Trong luận giải này, chúng tôi sẽ tiết lộ sự thật chấn động mà người tuổi Đinh Tỵ cần biết trước để có thể nhận lộc tổ tông, ôm cả đống vàng đống bạc trong thời điểm dàn từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, dương lên giàu có ở tuổi 48. Hãy cùng chúng tôi khám phá những sự thật này và xem chúng có thể thay đổi cuộc đời bạn như thế nào. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh là thuộc quả, tỵ thuộc quả, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn, trong 12 con giáp, rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm đinh tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người đinh tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh tị là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến đinh tị rất hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ rất giỏi trong việc tận dụng thay thế để ứng biến với thời cuộc đinh tị là bộ lột xác nên đinh tị rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh rất biết cách dương lên trong gian khó theo thống kê cho biết rất nhiều người tuổi đinh tị trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn họ là người rất chăm chỉ làm ăn cộng thêm bản thân là người khéo léo tinh tế có khả năng ứng biến trong mọi công việc nên thường có nguồn thu nhập ổn định kinh doanh thuận lợi đinh tị rất cẩn trọng thích những thứ hoàn hảo hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế tuy nhiên đinh tị cũng có nhược điểm đó là sự bảo thủ kính kẻ khiến mọi người cảm thấy đề phòng mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín đinh tị lại có chút đa nghi vì thế mà khiến bạn bè người yêu thiếu đi cảm giác an toàn họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu đinh tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi đinh tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu, họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên trong tình yêu, đôi khi đinh tỵ có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đinh Tị 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tị sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tị có tinh thần ham học hỏi, Họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh. Không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tị vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi dây mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ý lại vào bất kỳ ai. Đinh tị làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén. Vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng, đinh tị dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường. Từ đó, xác định mặt hàng mình cần phải phát triển đinh tị sống rất thẳng thắn thật thà hơi hướng nội tâm ít nói không dễ nóng giận thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc họ hiểu rất rõ về bản thân mình biết mình yếu ở đâu mạnh ở điểm nào họ đề cao đời sống tinh thần giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán dự đoán tương lai khá tốt đinh tị nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đi. Đinh Tị không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi đinh tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, Rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi, do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuyết người không bốc đồng, họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, Tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động. Thay vì mỉa mai, cải giả nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài qua hơn người. Có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình, họ chung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực, trong tình yêu, họ rất lãng mạn, cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ, họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn, chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 xem tử di tuổi đinh tỵ từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, thái tuế chiếu mệnh cho thấy hy vọng trở mình của bản mệnh rất mong manh. Công việc dễ trục trặc ở phút cuối cùng, vì thế làm gì cũng không được chủ quan, mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt. Tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ do dấp phải những khó khăn mang tính khách quan, rất có thể bạn sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc mà chưa chắc đã thu về kết quả xứng đáng. Do đó, bạn nên tỉnh hơn là động để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Điểm sáng trong thời điểm này là bản mệnh vẫn có khá nhiều cơ hội phát triển. Về tài lộc, nhờ chính tài trợ giúp mà người làm kinh doanh, buôn bán nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có dẫn thu lợi nhuận tốt, có điều, bạn nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm kẻo trắng tay. Tiếp theo, sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi tuổi đinh tỵ từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, công việc của bản mệnh đương đầu với những khó khăn do bị sao thái tuế chiếu mệnh, nên dẫn khí tháng mới khá yếu ớt ám tàn nhiều hung hiểm hy vọng đột phá giành lấy thành công của đinh tỵ rất mong manh thậm chí công việc dễ trục trặc ở phút cuối cùng khiến con giáp này tốn nhiều công sức và thời gian để sửa sai khắc phục hậu quả tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan dù năng lực làm việc của bạn ngày càng được hoàn thiện nhưng khối lượng việc nhiều lại có thái tuế chèn ép đối thủ cạnh tranh lớn mạnh công việc luôn trong tình trạng căng thẳng áp lực khó mà đạt được bước tiến đột phá, hung hiểm rình rập. Bản mệnh cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, gây thị phi, nghiêm trọng còn dính dáng tới pháp luật. Người này không ở đâu xa mà có thể ở ngay cạnh bạn, hết sức thận trọng. Xét về phương diện tài lộc Xem tử vi tuổi đinh tỵ từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Trái ngược với những khó khăn trong công việc, người tuổi đinh tỵ vẫn có niềm an ủi không nhỏ đến từ đường tài lộc khi được chính tài trợ mệnh. Người làm kinh doanh buôn bán khá may mắn về một số hạng mục kinh doanh đầu tư, nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có thì vẫn thu lợi nhuận tốt. Ban đầu tưởng chừng mọi thứ là không thể, nhưng cứ mạnh dạn tiến hành, kết quả thu về thực sự bất ngờ, có điều, vì thái thế ảnh hưởng nặng nề bản mệnh nên dừng lại ở một số hạng mục đầu tư an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Ngoài ra, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, tránh bị lợi dụng làm việc phi pháp hoặc bị tiểu nhân lừa đảo chiếm đoạt, đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao, thì bản mệnh không nên dội dàng tin tưởng, có thể tìm hiểu nếu tò mò, nhưng nên tránh mù quáng mà dội dàng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Phong Thủy khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình dòng tay tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu, giúp quá giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Xem tử vi tuổi đinh tỵ trong tháng 7 âm lịch thấy rằng, chuyện tình cảm của bản mệnh từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này vẫn duy trì được mức bình ổn. Không có mâu thuẫn, cãi giả nào quá lớn, nhưng mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt. Có thời điểm, bạn rơi vào cảm giác chán trường vì thấy rằng mối quan hệ đôi bên ngày càng nhạt nhẽo. Nếu không nghiêm cẩn giữ mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình. Đôi lứa cần quan tâm, sẽ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Nếu cả hai đều dẫn dưng mặc kệ, tình trạng hiện tại sẽ dễ khiến mối quan hệ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Đinh Tị từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch cho thấy, do đương đầu thái tuế nên phương diện sức khỏe không được chủ quan. Công việc nhiều sóng gió, có thể khiến tâm trạng bản mệnh bất ổn, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Áp lực lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày, bạn liên tục có cảm giác chán ăn, có thể bị sụt cân nhiều, có dấu hiệu bệnh cũ tái phát sức đề kháng giảm sút, không nên coi thường việc thăm khám sức khỏe định kỳ, nó giúp bạn phát hiện nguy cơ bệnh tật sớm, từ đó kịp thời có phương án điều trị. Đối với nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Dựa vào phân tích những yếu tố bên trên có thể kết luận rằng, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch đối với tuổi Đinh Tỵ nữ mệnh khá thuận lợi, nhiều may mắn, công việc làm ăn có thể mở rộng thêm, vẫn còn không gian thăng tiến danh tiếng và uy tín trong sự nghiệp được nâng cao, được giao phó nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có thách thức nhưng từng ấy năm lăn lộn ngoài xã hội cũng đã trang bị cho nữ đinh tỳ bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Tài lộc có sự gia tăng rõ ràng, thêm nguồn thu mới, nhưng cần lưu ý trong thời điểm này tương xung, đinh tỵ nên hạn chế cho dây mượn tiền bạc, kẻo dướng tai bay dạ gió, làm ơn mắc oán. Về sức khỏe, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng đinh tị vẫn nên tăng cường rèn luyện thể chất, đi lại nhẹ nhàng để đề phòng thương tật ở tay chân hoặc các bệnh về xương khớp. Tử Di khuyến cáo rằng, một số đinh tị là nhân viên văn phòng hoặc những người làm công việc phải ngồi lâu một chỗ, nên ra ngoài để rèn luyện xương cốt khi có thời gian rảnh rỗi. Các chị có thể lựa chọn leo núi, chạy bộ hoặc bơi lội, điều này sẽ có lợi hơn cho việc duy trì sức sống, đồng thời có thể cải thiện thể lực và dốc dáng tốt hơn. Tiếp theo sẽ là vận trình tử di chi tiết trong 3 ngày 1 và cẩm nang dưỡng dẫn của tuổi đinh tị sinh năm 1977 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử di từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi đinh tị sinh năm 1977. Tử di tuổi đinh tị dự đoán, đinh tị sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm trong những ngày này. Khi kiếp tài xuất hiện, đôi khi đứng trước một sự việc trắng đen chưa rõ ràng, thì đinh tị đừng dội kết luận. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc, hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến bạn mệt mỏi, chán nản không muốn đi làm nữa. Tuy nhiên, mọi thứ không hề tệ như Đinh Tị nghĩ, nếu Đinh Tị muốn thay đổi bất cứ điều gì xung quanh, bạn luôn hiện hữu những cơ hội tiềm năng, quan trọng là Đinh Tị biết nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Ảnh hưởng của đế dựng nên Đinh Tị quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được. Thực tế là Đinh Tị đã làm rất tốt rồi, thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé, chỉ là Đinh Tị đang cố so sánh thành tích của mình với những người cao hơn mà thôi. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 33, 82, 17. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 xem tử vi của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của người tuổi đinh tỵ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến đinh tỵ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào thì đây là thời điểm khá thích hợp cho đinh tỵ đấy. Tuy nhiên, nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi ra quyết định để tránh lãng phí tiền đinh tỵ nhé. Nguyệt lệnh trong thời điểm này rơi vào đế dưỡng cũng khá tốt cho đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ, không ngại khó khăn, chịu khó để dược lên hoàn cảnh của mình. Tìm ra những giải pháp tích cực nhất để có thể cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn khi công sức được công nhận. Sẽ có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp tuổi đinh tỵ càng thấy trân trọng giá trị sức lao động của mình hơn. Quý nhân là tuổi ngọ và tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi dậu và tuổi thìn. Màu sắc may mắn, xanh lá, hồng. Con số may mắn, 76, 94. 21 Cảnh báo đến bản mệnh đinh tị về ba hiểm họa cần tránh và cách hóa giải từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Một là chủ quan hỏng diệt Trong thời điểm này, người tuổi đinh tị thường lâm vào trạng thái chủ quan, đấy chính là nguồn cơn khiến bạn dướng vào nhiều rắc rối, những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu đinh tị không tập trung chú ý thì dễ bỏ qua hoặc trở nên bối rối, không biết cách giải quyết. Đinh Tị thường cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc mới, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên Đinh Tị dễ gặp phải trục trặc, cuối cùng thành ra chán nản, muốn bỏ cuộc. Để không lạc mất phương hướng của mình, trước khi làm việc gì, bạn cũng nên xác định rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, những khó khăn hoặc thuận lợi mà mình sẽ gặp phải khi làm việc. Hai là chú ý hành xử. Một số người sẽ phải bon chen, giành giật nếu muốn chiếm thị trường cho mình, những lúc như vậy Đinh Tị cần tự thúc đẩy mình cố gắng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh nhiều hơn. Trong quá trình giao tiếp, cư xử với mọi người, bản mệnh cần hạn chế hành động nông nổi, nói năng mất kiểm soát để tránh dướng vào những rắc rối khó có thể khắc phục ngay lập tức. Ba là chú ý kết giao. Trong quá trình làm ăn, kinh doanh, bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong quá trình kết giao với người khác, không phải ai nhiệt tình, vui vẻ với đinh tị cũng là những người đáng tin cậy đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn để lừa lọc bạn, khiến tiền bạc đầu tư của bạn đổ sông đổ bể. Người làm lãnh đạo cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình trước mắt, có thể đinh tị đang đánh giá không đúng năng lực của mình hoặc đang bắt buộc người khác làm quá sức đấy. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc dọn dẹp nhà cửa một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng để biến đổi tình hình này hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện xem xét việc tái cấu trúc bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn đem tỏi theo bên mình tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu trong nhiều bộ phim từ trung quốc đến việt nam tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ trên thực tế tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của hương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn hương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân, nên đặt hương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất, khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ giới thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm, trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy, khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của niết bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro. Xui xẻo, hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn sự bình yên và khả năng trừ tà loại bỏ năng lượng tiêu cực rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt thậm chí sắt muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.